Các bạn biết là hiện nay với cái tình cảnh, cái tình hình chung quanh của chúng ta, ốm đau, bệnh tật, dịch bệnh nè, thất nghiệp tràn lan nè, thiên tai động đất, nhiều cái chuyện nó xảy ra không tốt đẹp đối với mọi người ở trên toàn thế giới, không phải riêng chỉ gì cái đất nước Việt Nam. Và người ta nói rằng cái thời kỳ mạt pháp đã đến. Nhưng đối với, cho nên họ khuyên chúng ta là hãy tu tập làm sao để mà chúng ta tránh được những cái tai qua, những cái tai nạn đó. Thì bây giờ cô sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bài nói về những con giáp có duyên với Phật nha các bạn. Thì với cái bài này, nếu có những cái sai sót vì thì các bạn cũng thông cảm. Như đây là cái cô nghiên cứu, mình nghiên cứu, mình ngẫm nghĩ, mình tìm tòi qua cái tử vi và mình đã lập ra trước nhiều bạn ấy. Cô thấy là cũng có những con giáp có duyên với Phật, người ta chỉ nói một cách cái coi tuổi này, tuổi này, tuổi nọ có duyên với Phật. Nhưng không, cô thì cô phải theo dõi, cô phải nghiên cứu rõ ràng thì cô mới gửi đến cho các bạn. Thì chúng ta tính theo vận niên cuộc đời, cho là số tử vi trong cái tuổi thì chúng ta có lục thập qua giáp, nghĩa là 60 cái tuổi. Thì bây giờ đầu tiên ta xét về cái tuổi Tý. Tuổi Tý thì cô không nhận thấy một cái con giáp nào mà nó dính líu về vấn đề tu hành cả các bạn ạ. Tuổi Tý chỉ có leo nóc nhà, Tý ở trên xà ngang, Tý ở trên núi, chứ không có con Tý nào mà có cái phần để mà nói về tu hành. Thì chia buồn với cái tuổi Tý nha. Rồi bây giờ chúng ta qua cái tuổi Sửu. Tuổi Sửu thì chúng ta thấy là trong chuyện Tây Du Ký thì có cái Satan, thì Satan đi theo tường Tam Tạng để mà thỉnh kinh. Thì Satan tượng trưng cho cái hình ảnh cái con trâu, thì là cái hình ảnh con trâu này rất là tốt đẹp, rất là hiền lành, tốt bụng, thật thà. Thì xét vào cái tuổi thì người có duyên với Phật pháp nhiều, thì cô xét đó là cái người tuổi Đinh Sửu, thì có những cái điều kiện để mà có duyên lành với cái Phật pháp. Rồi chúng ta nói qua cái tuổi Dần. Tuổi Dần là con người nó có cái tính cách năng động, dũng mãnh, ham địa vị cũng như chức quyền cũng như là tiền bạc. Cái sự bận rộn của những người tuổi Dần đôi lúc họ cũng không có thời gian để mà họ lo cho gia đình nữa, thì nói chi đến cái việc mà hướng tâm về Phật. Cho nên cái con giáp Dần thì cô không thấy có cái tuổi nào cả các bạn ạ. Rồi chúng ta nói đến cái con giáp Mão. Con mèo cái thiền hiền lành đáng yêu. Nhưng mà cái cuộc sống của người tuổi mèo đó, thường thường nó cũng không thuận lợi. Nó đo đoan lắm. Nó lo phải lo cơm áo gạo tiền, rất thường băn khoăn, nó trăn trở. Nhưng trong các tuổi thì có tuổi Ất Mão là đạt được cái vận niên cuộc đời của mình là đắc đạo chi miêu. Cho nên mặc dù cái công việc của mình đa đoan, cái cuộc đời của mình nó cũng có nhiều cái xoay chuyển qua những cái vận thế thâm trầm, khổ cực. Nhưng mà cuối cùng cái người Ất Mão này ngộ ra hồng trần là cõi tạm. Và nên cái tuổi này họ thường thường có cái tâm với Phật, họ có duyên với Phật pháp. Đó là cái người Ất Mão nha các bạn. Còn nói về tuổi Thìn, thì tuổi Thìn chúng ta thấy là một cái con vật trụ tượng, không, chúng ta chưa từng khó mà gặp. Nhưng mà cái tuổi Thìn là tạo nên bởi cái sự ân phúc, được hưởng cái khí âm dương của trời đất mà kết thành.
Thình nó có mơ hồ quyền hoặc, nhưng mà nó luôn luôn là sự đúc kết của cái sự ân điển của ơn trên. Thì như vậy thì mình xét giao là cái người giác thình. Giác thình là phục đầm chi long, là những cái con rồng nó ở nằm ở dưới đầm, dưới đầm. Thì như vậy cái người giác thình có cần có cơ sở để mà sống giữa lặng yên, giữa đất trời, để mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta trầm tinh, trầm tôn tính lại, để chúng ta có thể cái hướng lòng của mình đối với trời, với đất. Bính thìn là cái con thiên thượng chi long, là cái con rồng bay lên trời, cái sự thăng hoa, thăng hoa về tiền bạc cũng như thăng hoa về đạo đức. Rồi mậu thìn là thanh ôn chi long, là những người nó có những cái đặc thù mà dễ để mà cái hướng cái tâm tư, hướng cái cuộc đời mình vào cái chuyện tu hành. Cho nên mình có thể đắc đạo, mình có thể hướng tâm mình với đạo. Rồi chúng ta nói tiếp sang cái tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ tượng trưng cho một cái con người khôn ngoan, có cái người nhẫn nhục. Và cái tâm họ là luôn luôn có cái sự tiến hóa. Chúng ta thấy ở trong những cái truyền thuyết á, thì nói là những con, trong chuyện truyền thuyết như là thanh xà, bạch xà, thì những con rắn nó tu một cả ngàn năm, cố gắng tu luyện để thành người. Thì xét về vận niên á, thì chúng ta thấy là có cái người tuổi Kỷ Tỵ là phúc xà, phúc khí chi xà, nghĩa là họ được cái hưởng được cái sự giao hòa của âm dương mà để mà tạo nên phúc khí cho mình. Rồi Đinh Tỵ á, là đầm nội chi xà, nghĩa là cái con trong rắn nó ở trong đầm thì nó giống như cái người mà giác thình á, là phục đầm chi long, nghĩa là họ có thời gian, họ nghiên cứu, họ nghiền ngẫm về đạo pháp, và họ có cái thể họ hướng tâm để mà tu hành, để mà đổi đời, đổi vận, đổi đời. Như vậy là chúng ta thấy là tuổi thìn nó có nhiều, rồi tuổi rắn nè cũng có nhiều cơ hội để mà hướng tâm về với Phật. Rồi sau đến chúng ta tiến sang cái tuổi ngọ. Tuổi ngọ thì với cái tính cách xông xáo của cái người ngựa nè, thì tuổi ngựa thường tung hoành ở đi đông đánh đông, dẹp bắc nè, ngang dọc một cái góc trời, sinh ra kêu là giàu sinh ra tử, ở nơi nào nó mang một cái tính cách là anh hùng hảo hán, hoạt động nhiều nên không có cái thời gian để mà nghĩ ngẫm tu học. Nhưng có cái tuổi Canh Ngọ, cái tuổi Canh Ngọ là cái con rồng nó ít hoạt động hơn. Một con rồng nó có vẻ có nhiều cái thời gian rảnh rỗi, tại vì con rồng này nó không hoạt động nhiều như những cái người tuổi cô nói là người tuổi ngọ này nó không có cái thời gian hoạt động nhiều, cho nên nó có cái thời gian mà nghiền ngẫm sự đời. Đa phần là cái tuổi nam tuổi nữ của tuổi Canh Ngọ này á, là chậm hoặc là không thích kết hôn. Thì đây cũng là cái nguyên nhân, cái cội nguồn để người Canh Ngọ có thể hướng lòng mình vào đạo, mà mình ít nợ đời, mà mình xa cái ít nợ đời để mình có thể đi an tâm mà tu tập. Rồi nói về tuổi Mùi. Tuổi Mùi á, thì là cái bản chất của người tuổi Mùi rất là hiền lành, họ dễ mến, họ thích hòa mình vào cái thiên nhiên, có lòng với quê hương, có lòng với cội nguồn. Khi mà họ xa quê xa xứ thì họ rất là thương nhớ. Như cái tuổi Đinh Mùi nè, Kỷ Mùi và Tân Mùi là những cái người là có duyên với Phật. Vì cái sự thương nhớ, cái sự cô đơn của người Đinh Mùi, cho nên họ có cái hồng hướng tâm về gia đình. Họ có rảnh rỗi thì họ nguyện cầu để ân sinh phù hộ cho, độ trì cho người thân của họ được bình an. Rồi cái tuổi
Rồi cái tuổi Thảo giả chi kỷ mồi nè, là Thảo giả chi dương, là cái con dê ở cái đồng cỏ. Họ sinh ra trong cái sự mà yên lành, họ bình ổn, thì họ cũng có cái tâm để mà họ hướng về giới cội nguồn, hướng về giới Phật Pháp. Rồi còn cái người mà tân mùi, là cái con người được hưởng, cơ ghi được là đắc lộc chi dương, nghĩa là họ cũng đã tu hành, cho nên họ làm nhiều ân phúc hoặc được nhiều ân điển, cho nên họ mới được phúc, được lộc. Và nếu chúng ta biết được, chúng ta giống như cô đã nói trong cái bài trước, chúng ta hưởng phúc và chúng ta tạo phúc, thì những người tâm mùi này cũng có thể tìm đến giới với Phật Pháp, đi tìm về chánh pháp, đi tìm cái chân, cái thiện, cái mỹ. Rồi tiếp sang chúng ta nói sang những người tuổi Thân. Tuổi Thân là hình ảnh của cái con khỉ, là hầu dương. Trong cái chuyện Tây Du Ký đó các bạn, thì chúng ta thấy là Tài Thiên rất là tài giỏi, có tài ứng biến mà phép thuật cũng tài tình, thì hộ họ phù trợ cho Đường Tăng trên cái đường đi thỉnh kinh. Thì Đường Tăng làm tròn cái nhiệm vụ của mình là đi thỉnh kinh, là phần lớn được nhờ cái công lao của Tề Thiên. Rồi trong Phật, trong điểm tích Phật đó, thì đấu chiến thắng Phật, tức là cái hình ảnh của cơ khỉ. Và sanh vật này tức là Tề Thiên đó, là đã thành Phật. Thì xét như vậy là cái người, cái tuổi Mậu Thân ấy bạn, là cái con người để mà thích hợp với tu hành giải thoát nhất. Vì mình mang cái tính cách độc lập chi hầu, người Mậu Thân thì ít ràng buộc với cái nợ duyên. Họ có cái tính cách từ bi quảng đại, và họ cũng thích ngao du sơn thủy. Cái lòng của họ luôn rộng mở, cho nên cái Phật tánh của họ cũng dễ nảy sinh. Nếu những cái người tuổi Thân này mà có lòng hướng về Phật thì rất là thuận, đặc biệt là cái người tuổi Mậu Thân. Rồi bây giờ chúng ta nói về cái tuổi Dậu. Thì tuổi Dậu là họ có cái tính độc lập, họ gan dạ. Nhưng mà xét về cái đường tu thì nó hơi ít. Tại vì họ có cái ý là họ thích lãnh đạo nè. Giống như cái người tuổi Dần, họ hoạt động năng nổ nhiều. Họ thường thường ràng buộc với gia đình mình, ràng buộc với cái người thân. Họ có cái trách nhiệm họ phải lo toan. Mà nếu có đi chăng nữa thì cô xét ra là cái người tuổi Đinh Dậu, họ có cái tính cách độc lập chi kê, nghĩa là tương tự như cái người tuổi Mậu Thân. Họ có thể làm chủ bản thân, họ có thể sắp xếp thời gian để mà lo tu học. Còn nói về tuổi Tuất, Tuất là cái hình ảnh cái con vật trung thành nha các bạn, rất là mến chủ trung thành, một cái con vật người ta trượng nghĩa. Nhưng chỉ có cái tuổi Canh Tuất là cái vận niên liên quan đến tu học mà thôi. Vì vận niên của mình là cẩu quan chi cẩu, tức là con chó nhà chùa. Nếu ai mà biết tu hành thì dễ dàng đắc pháp. Người ta nói là tâm thích Phật thì Phật thích tâm, nghĩa là đồng thanh tương khí, đồng khí tương cầu. Rồi chót đến là cái người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi thì rất là vô tư, họ tâm tính họ ít lo nghĩ và họ thích hưởng thụ. Nhưng trong phim ảnh, trong chuyện thì có Tây Du Ký, thì có Trư Bát Giới nổi bật lên, là Trư Bát Giới phạm nhiều cái sai lầm, nhưng cuối cùng thì cũng hoàn thành nhiệm vụ là cùng thầy Đường Tăng đi thỉnh kinh và hoàn thành được cái nhiệm vụ. Thì xét thì cái người Kỷ Hợi là có cái vận đạo niên, có cái vận niên cuộc đời của mình là đắc đạo chi trư, nghĩa là cái con heo ở trong cái tu viện,
là tức là cái ông trời đã đẩy mình vào một cái hoàn cảnh, như là cái hoàn cảnh là để tu tập, mình phải đắc, mình phải học sách thánh hiền nè, mình phải đọc kinh sách, mình phải lo tu tập thì nó mới đúng cảnh đúng tình giới với mình. Và cô thực tế thì đã thấy nhiều người cái tuổi này đã có duyên về Phật pháp, lo mà chuyên tâm mà tu học. Ngoài ra còn một cái tuổi nhỏ nữa, đó là cái tuổi Ất Hợi. Cái tuổi Ất Hợi có cái nghĩa là quá giảng chi chư, thì có sách có dịch là cái con heo hay đi, cũng có cái con, cũng có sách dịch để nghĩa là cái con heo quá khứ. Là cái tuổi này nó có cái đặc điểm như thế này, là thích đi đây đi đó nhưng mà lại không thích cái sự ồn ào náo nhiệt, mà thích lặng lẽ ở một cái góc nào đó. Tuổi Ất Hợi không thích xô bồ náo nhiệt, họ thích sống đời tĩnh lặng. Những cái yếu tố đó chúng ta thấy là nếu mà họ có cái tâm tu học thì họ cũng dễ thành thôi. Thì chúng ta đọc kinh Phật, chúng ta có nghe biết là Phật có thuyết rằng ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật chưa thành. Thì như vậy thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta theo cái gương của Đức Phật, chúng ta hãy học tập, chúng ta phải tu hành để được theo chân của Phật. Thì chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà theo dõi và lắng nghe. Và nếu có gì sai sót thì xin các bạn thông cảm, hỷ xả cho mô Phật ạ. Cuối cùng chúc các bạn, mỗi người chúng ta nên tìm cho mình một phương pháp, một cái điều kiện để mà chúng ta có thể tu học một cách tốt đẹp nhất nha các bạn.